Kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 10 tháng 1 năm 2024. Chiều hôm nay 9 tháng 1 lộc miền Nam trên kênh nó về được cái lộc, đó là cái con 34 đại bạc liêu. Chúc mừng tất cả anh chị em tin tưởng ủng hộ trên kênh. Tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai 10 tháng 1 trên đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Mời anh chị em tham khảo. Đài Đồng Nai mình dự đoán cái cặp 7997. Đài Cần Thơ mình dự đoán cái cặp 1221. Đài Sóc Trăng mình dự đoán cái cặp 6886. Anh chị em hãy tham khảo. Chúc anh chị em có nhiều may mắn trong ngày mai thứ tư 10 tháng 1.